Trong một cuộc họp mặt giữa những người bạn với nhau, mọi người đang rất vui vẻ kể với nhau về những câu chuyện mà ngày xưa đã từng trải qua với nhau. Và trong những câu chuyện ấy, đương nhiên là người ta sẽ nhắc về thầy cô của mình. Chắc chắn rồi, ai mà không có những vấn đề với thầy cô chứ? Có lẽ từ lâu, giáo viên không còn là một nghề được nhiều người coi trọng như trước. Một đứa trẻ thì có thể học được gì từ một người mà lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời họ chỉ có thể là làm giáo viên cơ chứ. Và thế là mọi người cười cợt với cái nghề giáo và họ xem rằng là đó là một cái nghề thấp kém nhất và tệ bạc nhất trong xã hội. Ai có những điều để mà trách móc giáo viên vì đơn giản ai cũng đã từng đi học. Những người không làm được gì thì mới đi dạy học. Tất cả họ đã quên mất rằng một trong số họ là tôi, là một giáo viên. Họ nói tất cả những điều ấy cứ như tôi vô hình vậy, nhưng thay vì nhai lưỡi của họ thì tôi cố gắng nhai lưỡi của mình, bởi vì xét cho cùng thì chúng ta cũng đang ngồi ăn tối và chúng ta là những con người lịch sự. Taylor, cậu là giáo viên. Thành thật mà nói thì cậu làm được điều gì cho đời này? Ước gì hắn đừng đòi hỏi tôi phải thành thật. Bởi vì tôi có quy tắc riêng về thành thật, đó là cho nó một trận. Nếu bạn đòi hỏi điều đó, thì tôi sẽ cho bạn ngay và luôn. Cậu muốn biết tôi đã tạo ra điều gì à? Tôi khiến cho bọn trẻ con làm việc chăm chỉ hơn là chúng từng nghĩ chúng có thể. Tôi có thể làm cho một điểm 7 đối với một em học sinh biết cố gắng giống như được trao một tấm huân chương danh dự. Và một điểm 9 đối với một em học sinh giỏi nhưng chủ quan lại như một lời nhắc nhở. Sao em lại làm tôi mất thời gian vì một việc mà em biết mình có thể làm tốt hơn? Tôi có thể khiến 40 đứa trẻ con nghịch ngợm ngồi yên lặng trong suốt một tiết học. Em không thể xuống phòng y tế chỉ vì nổi mụn trứng cá. Vâng, tôi hiểu tường tận từng học sinh của mình, từng suy nghĩ, từng lời nói, từng ánh mắt và tôi có thể đoán được các em muốn gì và các em sẽ làm gì. Tại sao cô thầy không cho em đi vệ sinh à? Bởi vì em đang rất chán và thực ra thì em chẳng có nhu cầu đi vệ sinh, đúng không? Tôi có thể khiến bất cứ vị phụ huynh nào cũng run rẩy khi nhận điện thoại của mình. Xin chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu. Hy vọng là tôi không làm phiền chị. Tôi muốn nói với chị một việc mà con trai chị đã nói và làm ngày hôm nay. Khi đứng trước một bạn đầu gấu nhất lớp, con trai chị đã bênh vực bạn của mình và cháu đã nói: "Hãy để cậu ấy yên, tao thi thoảng cũng khóc nhè đây, thế có sao không?" "Không sao đâu bạn, yên tâm đi, có mình ở đây rồi. Nó không dám làm gì bạn đâu." Và đó là hành động dũng cảm cao quý nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi có thể khiến cho phụ huynh nhìn nhận con cái của họ ở góc nhìn chân thật nhất. Cậu muốn biết tôi đã làm được điều gì à? Tôi khiến cho bọn trẻ thắc mắc. Tôi khiến cho bọn trẻ đặt câu hỏi. Tôi khiến cho bọn trẻ biết cách bình luận. Tôi khiến cho bọn trẻ biết xin lỗi một cách thật lòng. Tôi khiến cho bọn trẻ viết ra những điều mà chúng cảm nhận. Tôi khiến cho bọn trẻ đọc, đọc nữa, đọc mãi. Và tôi khiến cho bọn trẻ viết hai chữ yêu thương, rồi đánh vần những chữ đó cho đến khi không thể quên được. Tôi khiến cho bọn trẻ tự hào giải một bài toán bằng chính suy nghĩ của mình. Tôi khiến cho bọn trẻ hiểu rằng hãy suy nghĩ bằng trí óc và hãy đi theo cảm nhận của trái tim. Để tôi tóm tắt cho cậu rõ. Giáo viên thì làm được gì cho đời à? Chúng tôi chẳng làm được điều gì to lớn cho cuộc đời này cả. Chúng tôi chỉ làm được một việc nhỏ nhoi thôi. Đó là chúng tôi tạo ra sự thay đổi. Thế còn cậu? Cậu làm được gì cho cuộc đời này?